Dạ có nhà. Mệt nữa. Mới về, lên đèn, lên đèn, lên đèn. Chào, chào. Chào nghi ngờ quá. Chào lắm phải không? Chào đầu heo. Để cái gì bắt giới tiếp. Không vui. Tôm làm gì đây? Không biết làm gì đâu, không có nói trước thì giờ lột ra đặng cho muối ớt. Đâu có làm miếng gỏi chua kìa, trộn nó lên ăn cho nó chua chua vậy thôi. Wow. Quết đồ heo. Mực 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 để nó đắt đi. Uống nêm. Đỡ muốn gì. Không vậy. Ok, đây gì hả Tập? Chị thấy lâu quá rồi chị cứ tắm gì? Không muốn đi chợ. Ai? Mấy hồi ra lại đi chợ luôn hả? Chạy 20 phút. Nó đi xuôi vô bụng lâu. Nó không có bọn ở đây, không chịu ghé đây luôn, đưa kêu đưa ngay đây luôn. Đi ra ngoài mà. Còn nó chạy ra con hồ, nó câu cá mà. Ra con hồ nào? Đang bên nhà nè. Đó có đẹp đó, làm là đẹp đó. Sẽ là không có nhiều xưa nữa. Ghê. Okay. Nhà ta chạy ra đó. Chạy nhà nữa hả? Vô. Thứ sáu. Mời các anh em chỉ ngủ. Thôi được. Chiều thứ sáu thôi. Ừ. Có nhà. Rất liều uống hả? Uống liều uống chai được nước ngọt. Ê da. Đắng hả? Cái đầu tiên nó vậy, uống nước đắng ngồi quen rồi. Uống lạnh lạnh khó uống. Nắm rồi. Làm đi. Đang nghiên cứu. Nước mắm hay nước gừng luôn hả? Chưa. Thôi. Để ông ngoại gắp những trái chấm mà ăn chứ, anh bỏ cháo rồi. Mở. Chấm cái ăn liền cái đi. Làm đi. Dạ, làm đi liền chứ. Cũng vô cái à. Làm cái đi. Một cái mình thích nữa chai nè. Ừ. Làm ly hả? Uống ly. Uống bia. Ông nấu bia hả? Trời anh uống cái. Thôi vậy mời ông đi. Trời ơi. Ai biết đâu có biết ông ngoại uống bia. Uống bia là không làm chung rồi. Uống cầm bia. Trời ơi, sorry ngoại. Hết chỗ hả? Còn chứ. Sao không lấy lại cốc? Trời ơi, thành kiều ngoại. Con đâu có biết đâu. Nói chuyện nó bỏ chữ không. Đâu có biết đâu. Nói chuyện nó nuốt chữ. Làm sao hiểu được. Đón không? Đón không? Ủa ngoài à. Heo bác ba. Đầu đẩn. Bạn à. Đấy à. Ok. Thank you. Vậy mới được cho thâu. Đầu bên ngoài báo mình đang bắt rồi. Ngoài làm tao thành rồi. Ba nhanh nhanh anh bác. Em đi ra ngoài. Dạ. Kia. Dạ. 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 Chơi hết sai vậy. Chơi chứ thôi. Ổn rồi đó. Chuyện này đã. Thôi miếng nữa này được rồi ha. Mới đo đây mà sợ vậy.
mới đo đường xuống là gít 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 gít. Chơi chơi, nãy uống bia đó, chơi chơi. Rồi. Chăm chăm không? Chấp chấp là như Hennessy. Giống Hennessy. Anh đâu quá? Tính nói chữ kia không dám nói. Nói chữ kia sao trùng tên. Muốn ăn một bữa nha. Tắt lẹ hay. Đâu biết trước hay vậy. Ờ không giống thử. Thôi không nấu nó chịu đó. Chết. Cái chai ăn vậy. Vậy mà tôi nói hợp tóc một hồi dữ rồi. Tôi chai với mặn nha. Xì hơi luôn. Ngủ mệt. Hả? Từ từ nó hơi từ từ. Uống chai là ở trên đỉnh. Mất cái hàng cốc mà ai vậy, uống chai là trên đỉnh dưới ở luôn. Trên đỉnh dưới ở. Trên đỉnh dưới ở luôn, hôn là tốt. Không biết rồi Nga, không biết rồi Nga. Mình không biết rồi Nga. Tóc lẽ là ba sẹo lật chuồng ra. Con chạy sớm quá. Trời ơi. Nghỉ. Hiểu không? Rồi hiểu rồi. Nóng máy. Chọc nóng máy rồi nghỉ. Nóng máy nghỉ. Ba ba cốc vừa. Tới vừa hả? Ba cốc vừa rồi. Đứng dậy là ngã luôn. Uống ba cốc bia hên xị. Việt Nam thôi cho xin ba cốc. Mình rót cho ba cốc đó thôi đứng dậy đi về. Đủ rồi ha? Đủ. Cái gì vậy? Có ba cốc làm gì vậy? Sợ tía làm cốc nữa chắc đi quá. Phân thành. Ghê quá. Xin mời coi. Bây giờ mới chơi chứ. Chơi vậy mới chơi. Hả? Thấy giận lắm kìa. Ngon kìa. Ủa đi. Bây giờ mới chơi chứ. Chơi gì mới chơi. Uống đây, uống đây, uống đây, uống đây. Uống nước ở dưới đây, đâu có trên. Ở dưới ha. Nước ở dưới đây. Cái đồ nữa cái chén nữa, lại phải uống ở dưới đây, còn ở cái chén vậy đó. Cũng mà nữa cái chén nữa, cũng hết đi chứ còn nữa. Sùng á. Giữ cái ta. Cầm đầu luôn. Không vậy thì tao á, cái này tao đâu có chạy. Cầu cầu vô. Trời. Thôi cầu xưa phải không? Bài hồi xưa phải không? Hồi xưa. Dạ. Tao uống, tôi uống. Hồng 24 á. Dạ. Tại đôi á. Tại đôi á. Bây giờ tao dậy rồi, con mở đâu được. Hả? Ở đâu thôi. Ủa? Nay anh nhậu không mời anh vợ hả? Vợ nè. Năm á. Ba chích mũi thứ tư chưa? Hả? Chưa chích mũi thứ tư mà quên rồi. Mới ba mũi mà quên anh vợ. Vợ chết quên anh luôn. Nghe năm anh năm hả? Cậu năm. Heo. Ai cũng ăn chứ ông kiều nên là vợ nào nó cũng vô hết. Được này đưa bà 8 chứ bà 7 rồi. Đầm mẹ. Chết luôn á. Hết giáo luôn chứ ở bà 5 nữa. Giờ cẩn nó ăn rồi. Xong hả? Vừa rồi. Nó quá gọi là vừa. Đó là đầy đục. Đầy đục. Đầy đục rồi. Đầy đầy nhỏ mấy cái sản hoàng luôn. Nó ru bình dương lễ luôn mà. Ru bình dương lễ luôn. Đừng 220 tự nhiên nó xuống bình. Trước. Còn 110. Rốt bầm miếng nước rồi. Còn có 110 ha. Nước trà. Còn nước ở đây đủ vừa đi. Thôi đừng để trí. Đừng chắc hết. Chặn nó hả? Để cốt. Không, để chắc hết chặn nó ra. Để cốt không? Để nó cốt rồi pha rồi uống thuốc. Pha uống thuốc. Thua luôn. Nhưng chơi cầu quả cẳng nữa luôn á. Làm gì nữa? Dần yếu rồi ăn được à? Tí không được. Tí không làm được. Thôi
cái đuôi không cái đuôi mà có đuôi nữa à. Cái đuôi gì nữa, con lấy ăn đây chưa? Hả? Con lấy ăn chưa? Rồi đó. Đó. Sắp màu mỡ. Dê đây, dê khen. Ngồi. Ê. Ê. Màu mới chung đó. Màu mới, màu bén. Màu mới ăn nữa chung ha. Màu bén. Trời, cái này uống là... Mừng nó lành. Mừng nó dừng năm thấy hoài. Thấy hoài. Thấy hoài. Thấy hoài. Thấy hoài. Thấy hoài. Không ngon. Mà tiếp đi. Ây da. Nhậu quá. Bà cho cố. Mà không có nhậu không được. Không có mồ nhậu không được. Làm như nó mắc. Mà có giờ ăn miếng rồi không á. Mà có mồ mà dù không có được ai nhiều. Mà không mệt mà nó kêu da đi. Mồ ơi. Trời đất ơi. Cái này nó lớn rồi giờ xong quá. Thôi ăn mệt không có nữa. Cái ghế ngồi miếng nhà chị hai. Cha vừa lên, cha vừa lên lầu luôn hả? Vừa lên lầu. Vậy hả? Tiến ra lên lầu. 8 đồng. Thôi đừng có làm, mà coi làm xấu hổ quá. Vừa quá trời ngon. 5 Cần Thơ. Lên dìu dìu luôn chứ bộ. Bà thấy tôi lịch sử về bà hỏi sao rồi tôi đi làm giữ ghé đây cho nó sao không nhận lịch sử về nó chào các bạn. Hả? Trời, cái răng nó đau mà sao thấy khùng mực. Anh giỡn lại. Cái đầu gối hiện nay nó tỉnh rồi. Trời ơi, chứ mũi tôi tư rồi. Hả? Thảo Du. Chào mami đi. Chứ mũi tôi tư rồi. Cặp gì á? Ba từ gì đó. Chứ nó có tiền. Không có, chả mía anh hả? Chị hai nó coi, mai ngày mai em mới trở về đó. Làm gì ghé đây luôn chứ gì hả? Hả? À? Làm gì ghé đây luôn hả? Được rồi, chở một chút nó đi học về mới ghé đây chứ. Ủa? Bảy còn gặp đâu? Phải đi về được mà đâu biết á, bác cũng đi chào muốn gì. Ăn cắn ruột gà. Cái lò xo gì vậy? Cái ruột gà á, về sao nhỏ. Đâu? Bà chủ nhà mới về tới. Đánh nhận vô đó. Bảy rồi công, 8 chín đông. Bên kia. Đủ ướt hết. Bà lạc đi, nhỏ. 8 chín đồng nè. Đấy. Bác uống rượu rồi, bà cái sự thầy quá. Bởi vì bữa đó chị Trịnh tỉnh nhất mà. Giờ nó mới lúc nào ngoài về đi ngang giục trong cọc trộn hai cọc tới cục mới dùng hai cọc tới. Bữa đó mà Tắm nó tỉnh nhất. Tắm có ngủ là tỉnh nhất à. À ông ngủ nó đứng hàng 2 hàng 3 hết. Bà đâu rồi? Nè xuống rồi lên lầu rồi. Sao anh? Đang ăn nhỏ. Kéo cái răng nè. Chủ nhà mà ăn quá trời vậy. Chủ nhà không lên ai ăn trời. Em chú tại chợ mà. Phải gò cao. Gò công tại chợ. Phải gò cao nè. Đấy. Cao thủ trong đám cao thủ. Muốn gì cũng được. Bia rượu cờ bạc kiếm phải gò công nè. Cao thủ vô cẳng cửa sổ rồi. Cái đó là thủ cao. Chút xíu nữa là cao phụ cốt. Nó thủ lắm, nó cổng lên đó. Thịt tay. Đây. Cho cậu Tám nó về. Tám Tây Phúc mới về. Nay đi làm công tác hay sao? Thì hôi quá. Hôi quá hả? Vợ chồng con cá làm cái bệnh nay luôn. Cắn đi mà cắn đi. Tâm Tỷ Phú là ghê. Tâm Tỷ Phú đi làm là ghê. Thì bữa nay tao nói em giữa điện thoại. Còn nghe mừng quá đi. Nó mập giữa điện thoại tháng 5 lần. Tại bữa nay tụi hồi điện thoại điện thoại. Bích đề lắm. Đó rồi mà. Bích đề bỏ. Thì đừng tới bích đề nữa. Tao mới bích đề bỏ. Hai mâm vô chỗ. Tám Tây Phú à. Lão mời lão tứ rồi. Mày có quà. Mập. Bye bye bye. Bye bye. Cùng chỗ nào dẫn ta. Xin mời cả nhà đây. Không xong rồi Đại Dương ơi. Đi đâu rồi tiếp theo. Nên đang ngồi điện thoại cô đứng trước về thôi. Chắc cái vợ dưới quá. Ai là có cái gì? Thỏ gì? Thỏ nướng 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 chào tiếng chào. Việt Nam Việt Nam này tao nghe ngày sau nó chạm đầu.